hình như hai ông kia đang nhìn mình. Eo ơi, chắc mình xinh đẹp quá đấy mà. Ôi, đẹp thiệt ha. Nhìn xinh ghê. Ngại quá giờ sao ta? Mà sao đi với bà kia, không nhìn bà kia mà nhìn mình nhỉ? Nhìn bà hiền thấy bắt chán, nhìn như đàn ông thiệt. Ơi, đẹp quá. Trắng mà còn thơm nữa. Đúng rồi, chắc già quá rồi, ai thèm nhìn nữa. Xinh đẹp trẻ trung như mình mới có người nhìn. Em thấy nãy giờ hai anh á cứ nhìn em, hình như hai anh thích em cho nên ngại ngùng lấy tay che mặt đúng không? Mau nách ra mau ơi. Đâu nách mà còn thâm nữa. Ờ ơi, tao mang đồ bình thường thôi mà thơm ơi là thơm luôn á. Không giống nó luôn á. Ồ ôi, mình đi ra đây để mình thượng cảnh, để mà có đầu óc vô làm việc. Mà đi ra đây tao thấy, tao tưởng giống như tao đang ngồi sọt rác luôn á. Ôi nách mà còn ngồi ngay quạt nữa. Bà bị hôi nách á, mà bà không biết bà bị hôi nách á. Xong bà bị đi ra ngoài nè, bao nhiêu chỗ bà không ngồi, được có đúng cái quạt à. Bà ngồi ngay cái quạt phà hết bao nhiêu mùi qua đây, không ai chịu nổi hết trơn á. Chứ không phải là nói bà là bà thơm mà đẹp đâu bà ơi. Tưởng tượng quá à. Hôi nách phải biết mình hôi nách nha. Thời đại 4.0 rồi, xài xà phòng đi cho nó hết hôi nách. Không ai mà đi ra hôi nách gì hết trơn á. Nè, giống như cái super nách nè, bôi vô cái là hết hôi nách liền. Xài dùm tôi cái, hôi nách mà còn thâm nữa. Cái này ngừa thâm luôn nha, ngừa ố vàng luôn nha. Xài liền nha, hết mùi liền nha. Thôi đi dùm cái. Ôi